Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Mình viên Tào Lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là kèo rất hấp dẫn. Đi trước bàn hình ống kính của Lâm là K. Cặp bài trùng đến từ Bình Long, Bình Phước. Còn bên kia là Sang Phan Rang và Sĩ, đại diện cho bóng trường Thuận Lợi, hẻm 1811 Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Hạnh, Biên Hòa đồng này. Bóng tốt, hai đều. Có thể nói đây là trận đấu rất kịch tính, rất ngạt thở nha các bạn, mặc dù trời mưa. Hiện tại bây giờ trời đang mưa, rất mưa to nha các bạn. Nhưng anh em khán giả vẫn còn náo lại vì trận đấu quá căng thẳng, quá kịch tính. Trận này cũng mấy chục lít xăng nha các bạn. Quá tốt. Một pha tự sát tại năm lát của Sĩ Kỳ không được tốt và Sang cũng vậy. 3-2. Lưới Kha. Quá đáng tiếc. Đang vô hàng và vô hàng. Đây là giao kèo và giao kèo. Nếu có lưới thì bên ngoài làm thinh để cho trong chơi nha các bạn. Đây là đúng rồi nha các bạn. Ba đều. Vẫn còn. Đáng tiếc cho Ca một pha bóng không cảm giác cái giò của Ca. Sau khi nỗ lực cứu bóng của Tư. Bốn ba. Kèo này là Sang chấp ngực và bên Ca phát bằng lòng nha các bạn. Sang chấp ngực nha. Bốn đều. Một pha lắc đầu quá khó của Ca. Bốn đều. Mặc dù trời mưa sình bùng lầy lội nhưng các cầu thủ kiếm cơm gặp nhau quyết chiến một cuộc chiến sinh tử. Trận thị chiến giữa Sang Phan Rang và Ca của Bình Long Bình Phước. Quá đẹp. Và quá cảm giác của Ca làm gì đây. Quá hay. Tiếp tục. Và quá hay của Ca. Có thể nói đây là những cặp đấu ngang tài ngang sức với nhau, cáp kèo và cáp kèo. 6-5. Tỷ số tạm giờ đang về cho Ca. Ca là của Minh Hưng. Minh Hưng, Minh Long, Bình Phước nha các bạn. Minh Hưng nhà Trân Thành. Tỷ số là 5-4. Xin lỗi các bạn nghe 5-4 nha các bạn. Quá khó cho Sang. Dò gà cho Ca. Quá hay. Lại là Sang Phan Rang tự sát tại đám lắc. 6-4 đội sân. 6-4 đội sân. Mặc dù trời mưa rất to nhưng khán giả bất rẫn rất đông cho cuộc chiến này. Một pha tuyệt vời của Tư, cố gắng của Tư vừa rồi. Một pha không được tốt, phòng thủ của Tư. 5-6. Sáu đều. Trận đấu đã trở nên rất hay rồi. Sáu đều. Sang Phan Rang ý chí kiên cường, chiến đấu rất mạnh mẽ nha các bạn. Không thể đùa với Sang Phan Rang được các bạn. Cái chân quá hay. Dò gà. Vô. Vẫn còn.
hết chết sĩ rồi. Các bạn sĩ nghe sĩ nói giọng nông thôn. Cái từ nông thôn của sĩ là giống như là quá mềm yếu nha các bạn. Nông thôn nha. Nông thôn. Nông thôn. Quá hay. Một pha phòng thủ tốt của Sao Phan Rang. Tiếp tục tấn công cho anh Kha. Nông thôn. Trận đấu quá hay rồi. Nông thôn. Quá hay cho sĩ. Bóng ngoài. Bóng ngoài ca ơi. Bóng ngoài các bạn nghe cái lỗ giữa đây ngoài. Đây. 7 sao. Tỷ số hiện tại bây giờ là 7 sao đang nghiêng về cho Sao Phan Rang. Thật sự một trận đấu giữa Minh Hưng, Trân Thành, Bình Long, Bình Phước của Ca và Tư gặp gỡ sĩ nông thôn và Sao Phan Rang. Hiện tại bây giờ Sao Phan Rang đang gác 7 sao rồi. Tỷ số 7 sao rồi. Đúng là Sao Phan Rang người không phổi nha các bạn. Ba quả liên tiếp Sao Phan Rang đã vượt mặt lại ca. Quá đáng tiếc cho Sang. Bóng ngoài. Bảy đều. Bảy đều. Quánh 12 điểm tới nha các bạn. Lại là ca tự sát tại Nam Lạc. Vừa rồi. Còn đây là nam trẻ, một trong những cầu thủ trẻ đang rất lên. Cặp bài chung của Sao Phan Rang tại sân này nha các bạn. 8-7. Một pha phòng thủ tốt của Tư. Quá khó pha bóng vừa rồi cho Sang. Sĩ nông thôn. Sĩ nông thôn vừa có một quả quá khó cho Sang. Tỷ số tại giờ 8-7 đang nghiêng về cho Ca và Tư. 8-7. Cái gì à? Xin lỗi các bạn, tôi đi tàu lâu quá. 8-0. 8-0 nha các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Quá hay. Một pha kết thúc tốt của Sao Phan Rang. 9-8. 9-8 nha các bạn. Nãy điểm lộn các bạn. 9-8 nha. Tỷ số hiện tại giờ 9-8 nha. Nãy là Nam. Nam à. Ca làm gì đây? Mặc dù trời mưa nhưng trận đấu đang cho nên rất nóng, rất hay. Vì vô hàng và vô hàng. Một pha tự sát tạm lát của Sao Phan Rang. 9-0. 9-0. Quá hay cho sĩ. Một pha phòng thủ tốt của sĩ. Quá hay cho sĩ. Sĩ té liên tục. Quá hay cho sĩ. Một pha lăn lê bò lách của sĩ. Không cứu vãn được tình thế vừa rồi. Tỷ số tại giờ là 10-9 đang nghiêng về cho Ca và Tư. Ca và Tư. Hiện tại trong kia hàng 6 đang lu sơ bu nín thở trong kia rồi. Hàng 6 trong kia đang lu sơ bu nín thở chờ xem kết quả cuối cùng. 10-9. Trận đấu quá hay các bạn ơi. Ca và Tư đến từ Minh Hưng, Bình Long, Bình Phước, Trân Thành. Còn bên đây là Sao Phan Rang và sĩ nông thôn. Ê!
quá đáng tiếc cho ca. Một cái giò quá tự tin của ca, nhưng đáng tiếc bóng không vào lưới. Mười đều. Mười đều. Mười đều. Trận đấu chẳng nên quá hay rồi, các bạn hãy chờ xem. Và quá khó vừa rồi của sĩ. 11-10. Lợi thế đang nghiêng về cho ca. 11-10. Né qua bên mặt mấy bước nam. Cơ hội 11 đều không. Wow, quá hay. Đang tiếc cho ca. Đang tiếc cho ca. 11 đều. 11 đều. 11 đều. Chưa biết điều gì đang xảy ra. Ai sẽ vào bờ, ai sẽ ra bờ. Nhưng thật sự một set bóng này quá hay. Quá kịch tính, quá căng thẳng giữa sang đối đầu với ca. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 11 đều. 40 lít xăng. Ai sẽ là người ra đi? Quá hay. Kết thúc chương trình đài truyền hình. Đây là hết. Xin chúc mừng ca. Một pha chạy vô quá khó. Thật sự một pha quá khó, quá nhanh. Xin chúc mừng ca và tư vào bờ quá an toàn. Thật sự mặc dù nín thở nhưng quá an toàn một pha bóng cuối cùng. Đây là xin chia buồn cùng Sang và Sĩ. Thật sự một cái banh quá khó cho Sang và Sĩ pha bóng cuối cùng. 11 đều, nín thở và nghẹt thở. Còn đây là đối thủ ca, người vừa chiến thắng của Sang và đang cắp kèo tiếp tục các bạn ạ. Trận đấu quá hay, quá kịch tính. Thật sự quá tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy hãy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây nè, cho bên đó chọn. Quýnh đồng bên đây chắc 2 điểm, quýnh 15. Còn quýnh cái kèo này, bên đó chắc bên đây 1 điểm.